Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, tiếp theo quyển thứ nhất, Đức Thầy đã sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt để tiên đoán những tai nạn khủng khiếp xảy ra cho nhân loại. Ngày 12 tháng 9 năm 1939, Đức Thầy viết tiếp đến phẩm thứ nhì, nhan đề Kệ Dân Của Người Phụng. Phẩm này dài 476 câu, văn thất ngôn trường tiên, xuất bản lần đầu cũng trong năm ấy. Ngài khởi đầu bằng câu ngồi cùng trí đối nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu ta ra sức dắt dìu bá tánh. Ở đây Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tiên tri tai nạn sắp xảy ra cho nhân loại, vừa khuyên mọi người làm lành đấng dữ. Chẳng hạn như đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha ha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ngài cũng đánh đổ những mê tín dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự dối tu lè đời. Theo thần tú tạo nhiều cung mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành, hoặc là tu vô vi chớ uống chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Hay là những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Và trong đây Đức Thầy phóng tiếc kêu gọi mọi người hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Quyển kệ này sẽ do độc giảng viên Đoàn Văn Đà, Lê Chánh Trị, Lý Quốc Vũ, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Tiên, Phạm Văn Khê, Phạm Văn Thật, Đặng Thị Thái, Lê Thị Rớt, Nguyễn Thị Dòi thành kính đọc lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi cùng trí đôi nhìn cuộc thế, thấy dẫn màn sự thế mà thương. Chẳng qua là nam việt vô dương, nên thay ắt xảy ra thảm chi. Bà không canh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mỗi mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đổi đau không thu. Thương hại bay lấy dòng đất ruột, thảm vợ con đôi rách đồng đeo. Gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi tay. Nẻo thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rồi mai một lai. Ai phú quý vào đài ra các, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đạo.
cái chung liệt đám cái hiện hào gây tiếng trình mời gây nam đào lời thánh hiền để lại biết bao sao cây gây chẳng coi mà xưa thời tám thế mà con lắm lửa chẳng chịu mau cải dữ về lành làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc trường với mỗi cháo rau đạm bạc nghèo hiền biết niệm Di Đà mà mai sao hóm gói tinh ma lại được thấy cảnh tiêu nhàn hà trên bãi núi còn nhiều bao là sáng tu tâm dưỡng tánh hồi đời coi là coi được Phật được trời coi phép là của tiên của thân cuộc dương thế ngày nay mong manh mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn phải xả thân tầm mát nhà thoảng sao mới khỏi hồng tha xấu băng đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa dòng cứu quyền sớm tôi mới màu chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiếng cửa thăm nghe những đưa vào sáng điêu hành thương những người nói tranh cơ hàng cảnh phòng hoa hoa sánh lâm sang sao sẽ có nhiều vinh hạnh coi chẳng thấy hết suy đối thành hết lầm nguy đến lúc phải hoàn tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn sao đắc đạo gặp đường cao quý mặc ba tấm đời này gì nghĩ ta điên cùng mà anh lương hiền lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền mà dương thế cứ theo biến nhẹ sao lắm mỗi
khắp hoàn cầu, đổi xác thai hồn Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thân. Khiến trai gái học theo cổng mạnh sạch thánh hiền, dạy đạo làm người. Xem chuyện thơ chẳng biết ngó người, mà làm thói yêu thiền tự vô. Sao kẻ ấy làm loài mãnh hổ, cành núi non nhiều dĩ kỳ. Nó trọng ai hiền đức hữu mì, sắp phạt kẻ tội cha phạm chuông. Đến chừng đó thiên la lưới buồn, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đứng khỏi đường lao lý. Học ta đạo làm điều mà ta mê theo gì đó, cũng khiến ta thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng biết chẳng cứu. Thấy ba phần ninh tâm em cứu, học ai mà nghe ngỡ nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh về Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dùng. Thương lê thứ bay thường trong đồn, thương lê thứ bài thường trong đồn, mặn ý ai nghe phải thầy làm. Lời của người di tật núi xa, chớ chẳng kẻ bài điều nguyện hoàng. Cảnh thiên trước thớm tho nồng nàn, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trong họ dạng dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Dạ quê gió khuyên người đứng ngồi, dạ bạn buồn các dân người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều kêu nhào. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ màu, buồn sớm làng cử ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thầy dùng, chẳng có ép có nài ba tanh.
nghe điên dài sau này hơi thành ở đây vậy ở đường cực lạc vàng xanh đừng có ham lên mặt hùng anh xa địa ngục thân ổn đi theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đã gặp việc tu hành niệm Di Đà ráng niệm cho rằng thì mới được sống coi tiên thanh đức minh chúa chẳng ai gian sanh thở xưa mà thương cũng gái non tỳ bởi võ dương đang bật tôi nay trở lại khác nào đời trước kẻ gian ác bị ướm ba thước nơi pháp tràng chỉ kẻ xưa tay ba khóc miên vô ly hồn chi ta sao khỏi tiếng đời dòm miếng trần cánh khổ dơi dơi lao với khổ khổ lao chẳng xiết lại bị lửa thiêu thương mình dường bắt chước thú nhiều lòng hiền đức nào ai có biết thương chẳng thể kể sao cho xiết mượn xác trần bụng ta làm sớm muốn nghe thì chép việc tu tịnh cùng không coi cho giấy vàng điên chẳng có này lòng yêu dân dài cho bổn đạo giải quay niệm Phật việc sai đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật tiên thanh hải đơn trọng tình bên ôn dệt cũng đừng bời thịnh cõi ngũ hành chẳng ra reo kêu hải dừng lòng
đời quân hạ ngày nay mong mèo quyền khởi trần hai răng kiên vàng mặt tình ai lên ngựa xuống xe ta chẳng có nơi phụ quy trong bốn đạo từ nay im nhị đối với nghèo sắp đến nàng bây giờ vì thương đời nên lão kể sơ cho bác tánh rõ lời châu ngọc nước Nam Việt ai là thằng ngốc người đời nay nhớ ốc mơ hồn chim tìm cây mới gọi chim khôn người hiền đức mới là người trí theo Phật giáo sau này cao quý được nhìn xem ngọc đế sự phân lại vừa kề để ngọc các lân cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ thấy ba tấm nhiều điều tay khổ cùng tương dân nên phải hết lời giáo lục châu chẳng có nghỉ ngơi mà lê thứ nào đâu có tiếng dạy đạo chân gì tương nam gì ở cao biên gì mến tầng hoàng trở về nam đặng có sửa sang cho hiện tính được rằng chân